Chào các bạn, hôm nay Gia Dụng Nhà Việt sẽ cùng bạn tìm hiểu chiếc máy hút bụi cầm tay của hãng Bosch có tên là Move 20.4V. Và đây là chiếc máy sử dụng pin, tức là chúng ta sẽ không cần cắm điện, nên rất là tiện. Các bạn có thể hút tại mặt bàn này, sofa, trên xe ô tô hay là hút ngăn kéo. Mã của sản phẩm là BNH20110. Cái này được sản xuất tại Trung Quốc nhưng dành cho thị trường của Đức. Nó không sử dụng dây, tuy nhiên vẫn phải sạc pin ạ. Và có thể giặt rửa được cái filter là cái bộ lọc. Có trọng lượng khá nhẹ và sử dụng điện thế là 20,4V. Về cấu tạo thì nó sẽ có cái phần này để chứa rác. Đây là đầu hút và đây là tay cầm. Rất là thuận tiện khi các bạn di chuyển. Đây chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn ở bên trong. Đi kèm chúng ta còn có cái cục sạc pin. Đây là cục chuyển từ điện 220V xuống 28V để sạc viên pin ở trong cái máy hút bụi này. Đây là chân cắm tròn. Chúng ta sẽ có sách hướng dẫn sử dụng. Đây là cái đầu hút đi kèm. Cái này chắc nặng hơn 1 cân một chút. Cầm khá là vừa tay. Phần trên thì chúng ta sẽ có nút công tắc điều khiển tắt bật. Còn đây là cái phần để các bạn mở cái hộp rác này ra. Phía dưới chúng ta sẽ có thông tin của sản phẩm. Trong này là viên pin 20,4V, có công suất là 125W và nó sẽ sử dụng cái sạc là 28V. Phía sau này là cái cổng sạc pin, các bạn sẽ cắm cái sạc vào đây. Còn để sử dụng chúng ta sẽ lắp cái đầu hút vào. Và sau đó bật công tắc nguồn lên. Là máy bắt đầu hoạt động. Lực hút khá mạnh. Chỉ có một công tắc tắt bật thôi. Các bạn có thể hút thảm được hoặc là nút ở trên xe ô tô. Còn khi mà rác đầy thì các bạn sẽ bấm vào nút này để mở cái hộp rác ra. Chúng ta thấy đây có cái filter, các bạn rút ra các bạn có thể giặt được cái filter này. Đem giặt và phơi khô nhé. Còn trong này là cái bầu chứa rác, rác ở đây và bạn đổ đi thôi. Đổ xong chúng ta lắp cái filter trở lại. Và sau đó gắn vào trong cái phần động cơ và tiếp tục sử dụng. Hết pin chúng ta lại sạc. Ở phần dưới này các bạn có thể tháo ra để xem hình cái viên pin. Các bạn thấy khối pin rất là nhiều pin. Mỗi một cái cell pin này là 1.300 mAh. Tổng điện là 20,4V. Để tìm hiểu kỹ hơn về chiếc máy hút bụi của hãng Bosch có tên Move 20,4V, các bạn có thể truy cập trong web gia dụng nhà việt.com. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.